đảo Hồng Kông. Tỉnh lại Chung Văn Trạch phát hiện mình xuyên qua. Ta đợi ba năm, không phải muốn chứng minh mình có bao nhiêu không dậy nổi, ta chỉ muốn nói cho người khác, ta mất đi đồ vật ta nhất định phải lấy lại. Câu chuyện bắt đầu từ đây. Bóng Hồng Kông Chung Văn Trạch Chào mọi người, tôi là Chung Văn Trạch, bây giờ trong tay chúng ta đang cầm súng trường AK. 47 mới nhất, chúng ta hãy cùng mở hộp đơn giản tiểu thuyết máu chốt. Hồng Công Tống từ anh hùng bản sắc bắt đầu không đạn cửa sổ, Hồng Công Tống từ anh hùng bản sắc bắt đầu TXT toàn tập đao loa, Hồng Công Tống từ anh hùng bản sắc bắt đầu chương mới nhất đọc. Chương 1 Nát đường cái nội ứng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 1 Gián điệp trên đường cái thối nát năm 1984 Đảo Hồng Kông Thập niên 80-90 của thế kỷ trước, Hồng Kông có danh hiệu bốn con rồng nhỏ châu Á, không thể nghi ngờ là đại biểu điển hình cho phồn vinh thịnh vượng, đứng trên đỉnh núi, đập vào mắt đều là phồn hoa và ánh đèn nê ông. Chỉ là dưới ánh đèn nê ông xa hoa trụy lạc này, bóng tối và tội ác cũng rục trịch, âm thầm chìm nổi. 6 giờ sáng Trong phòng cho thuê nhỏ hẹp Đinh 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 Trung Văn Trạch có kiểu tóc nhuận tóc, giọng hát của bạn học, rầu ri đức hoa quái khâu lại đưa tay tắt đồng hồ báo thức ở đầu giường, lắc lắc đầu bò dậy, soi gương rửa mặt, có nề nếp. Nhìn khuôn mặt đẹp trai như trước trong gương, cảm giác nhập tâm liền tới. Trung Văn Trạch nhất thời có chút giật mình. Sáu tháng trước. Trung Văn Trạch năm 2020 là một cảnh sát, trong một lần cứu người và nguy nan không may bị thương, khi anh tỉnh lại, phát hiện mình xuyên qua thế giới đảo Hồng Kông. Thời đại này Trung Văn Trạch là cái cô nhi, gia đình điều kiện rất bình thường thậm chí là nói có chút thê thảm, vừa mới từ cảnh sát trường học tốt nghiệp, trở thành một gã cảnh sát tuần tra, hôm nay cũng là hắn nhậm chức ngày Thập niên 60, thám trưởng lôi lạc 500 triệu đứng ở đỉnh kim tiền đế quốc, nằm nhân một tay che trời này, sau khi liên chính công sở đi ra, hoàn toàn ngã xuống. Thập niên 70, cổ hoặc tử gió nổi mây phun, oai phong một cõi, dẫn tới vô số tiểu tử trẻ tuổi tranh nhau thổi phòng. Trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, trong tin vỉa hè, Chung Văn Trạch phát hiện thế giới này xen kẻ không ít phim Hồng Kông, tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Rửa mặt xong. Chung Văn Trạch nhìn vào gương vuốt vuốt kiểu tóc ba bảy phần, cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra cửa, một thanh niên hình thể mập mạp, nhìn qua lại có chút hèn mọn, đội hai vành mắt thâm quần nồng đậm đứng ở cửa, thiếu chút nữa dọa hắn nhảy dừng. Đập đường A. Chung Văn Trạch đánh giá thanh niên đáng khinh từ trên xuống dưới ba ba sáng sớm cậu không đi làm việc chặn trước cửa tôi làm gì dọa tôi nhảy dựng người này tên là vương ba là chung văn trạch cổ thân thể này hoặc là nói kiếp trước bạn tốt quan hệ tốt không được khi còn bé chung văn trạch hoàn toàn dựa vào bà cụ nhà anh giúp đỡ chỉ bất quá hắn hiện tại cũng lăn lộn không được tốt lắm không phải hôm nay cậu đi làm cảnh sát sao tôi đưa cho cậu ít tiền Vương Ba lấy từ trong túi quần ra 800 đô la Hồng Kông. Đây là mấy tối nay tôi đến bến tàu dở hàng cho người ta kiếm được, cậu vừa mới vào, mua chút thuốc lá tốt mua chút gì cũng cần tiền. Mẹ kiếp. Trung Văn Trạch nhìn chồng tiền mặt nhăn nhúm này, lại nhìn Vương Ba vì chút tiền ấy mà vành mắt thâm quần nồng đậm, trong lòng một dòng nước ấm chảy qua. Thập niên 80 Hồng Kông đảo, tiền lương của người bình thường có thể đến 2-3 ngàn đã là không tệ rồi, công việc tốt hơn một chút cao hơn một chút nhưng đây cũng là tương đối mà thôi hắn thoáng cái cầm nhiều tiền như vậy đến tương đương với non nửa tháng tiền lương còn đều là bán đứng thân thể có được chung văn trạch đưa tay đẩy tiền trở về vỗ ngực nói anh đập vào đường tôi lập tức có thể lăn lộn được rồi tiền lương hơn một vạn sau này tôi che chở cho anh còn cần tiền của anh sao a trạch vương ba còn muốn nói gì đó lại bị chung văn trạch thô bạo cắt ngang không cần phải nói đi thôi chúng ta đi ăn sáng tôi mời cô nói hết đi chung văn trạch không nói lời nào ông vai anh xuống lầu xuyên qua hai con phố đi tới quán trà sát đường tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống nhanh chóng gọi xong không bao lâu đồ đạc đều đi lên hai cái bánh bao dứa hai phần ra trước một miếng cộng thêm ví dụ ngỗng quay sủi cảo tôm chân gà hấp mùi thơm lập tức chui vào giữa cánh mũi làm cho ngón trỏ người ta đại động tốn kém rồi. Tầm mắt vương ba không rời khỏi mặt bạn, kiên trì nói một câu, cổ họng cũng rất thành thật kích thích một chút, nuốt nước miếng. Sau này chờ ta lăn lộn được rồi, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Chung văn trạch nghe răng cười, bắt đầu ăn, tầm mắt lại bị tiêu đề báo chí cũ kỹ trong góc hấp dẫn. Tống tử hào, thủ lĩnh băng đảng tiền giả Hồng Kông, đã bị cảnh sát bắt ở Đài Loan, hiện trường tìm thấy một lượng lớn tiền giả, súng lục và các vật phẩm khác. Trung Văn Trạch cầm tờ báo tới, quét mắt nhìn ngày tháng, đã là của nhiều năm trước, theo anh lại lật mấy tờ phía sau. Đại đảo Phong Lâm các tử gia tối hôm qua phát sinh trọng đại bắn chết án kiện, nghi ngờ hai đại hát bang sống mái với nhau, tạo thành 12 người tử vong, bước đầu tập trung mát ly có trọng đại hiểm nghi. Cái này. Trung Văn Trạch hít mắt nhìn xem báo chí, trong lòng nói thầm. Đây không phải điện ảnh bản sắc anh hùng bên trong nội dung vở kịch sao, như thế nào còn thật ra báo chí. Dựa theo nội dung vở kịch, sau khi Tống Tử Hào ra tù về tới Hồng Kông đảo, đến công ty taxi liên hợp lái xe, nhưng lại có quan hệ với Đàm Thành. Đàm Thành muốn cùng Tống Tử Hào hợp tác với hắn, quan trọng hơn là muốn lợi dụng thân phận cảnh sát của em trai Tống Tử Kiệt, trắng đen ăn sạch. Không nghĩ tới lại bị Tống Tử Hào cự tuyệt, thường xuyên qua lại, hai bên đẫm máu đầu đường, lấy mà khắc lý đột tử đầu đường, Tống Tử Hào lại vào tù kết thúc đây là tin tức lớn trước kia vương ba bắt được ánh mắt chung văn trạch nuốt chân phượng nếu tôi có thể tiêu sái như bọn họ thì tốt rồi kiếm tiền cũng nhanh trả lại phong quan có thể mỗi ngày ăn sáng lúc người ta đột tử đầu đường anh không thấy chỉ thấy một mặt phong quan của người ta chung văn trạch lắc đầu không chút khách khí đã kích anh một câu bất quá dựa theo tính cách nhát gan sợ phiền phức của anh khối này không thích hợp với anh anh không cần nghĩ nữa vương ba biểu môi lầm bầm làm sao ngươi biết người ta sẽ chết bọn họ hiện tại không ngồi sổng vào ngồi sổng là tốt rồi sao còn có mã khắc lý kia đến bây giờ không phải cũng trắm không có ăn cơm a à? chung văn trạch liếc mắt một cái không nói nhiều với anh nữa ăn xong trà sáng hai người đều tự phân biệt sở cảnh sát sài gòn chung văn trạch vừa mới tới sở cảnh sát không đợi anh ta ngồi xuống lại bị tổng giám đốc tổ trọng án Mạc Sơ kéo vào văn phòng, thuận tay đóng cửa lại. Sếp Mạc ngồi xuống trước mặt anh, cười hiếp mắt nhìn anh. Trung Văn Trạch đúng không? Tôi đã xem qua lý lịch của anh, các phương diện đều rất tốt, làm cảnh sát tuần tra thật đáng tiếc. Hả? Trung Văn Trạch sửng sốt một chút, nhìn Mạc Sơ cười hiếp mắt, cảm thấy nụ cười này có chút thấm người, nhưng vẫn gật đầu. Cảm ơn khích lệ ta có một nhiệm vụ rất có tính khiêu chiến cho ngươi hoặc có thể nói cũng là một cơ hội cho ngươi sếp mạc nhìn thẳng vào mặt chung văn trạch cậu đi phụ trách nhiệm vụ nằm vùng đi nói hết đi tầm mắt của hắn liền rơi thẳng vào trên mặt chung văn trạch cố gắng nắm bắt biểu tình trên mặt hắn chung văn trạch mặt không đổi sắc tôi đúng vậy mạc sơ đứng lên xoay người đi tới bên cửa sổ bởi vì cậu là khuôn mặt mới người khác không biết tình huống của cậu, hơn nữa tôi thấy cậu như vậy cũng rất thích hợp làm nằm vùng. Chung Văn Trạch hỏi ngược lại, bởi vì tôi đẹp trai. Ha ha. Sếp mặt bị hắn chọc cười, gật đầu. Cậu quả thật rất đẹp trai, quan trọng nhất, bản thân cậu tự mang theo một chút lưu manh trà trộn vào đám người thối nát kia, không có một chút cảm giác không thích hợp. Chung Văn Trạch không lập tức trả lời anh, trong lòng nhanh chóng tính toán đảo Hồng Kông thập niên 80, Trị An vẫn còn chờ. Làm cảnh sát bản thân nguy hiểm đó là tương đối lớn, gặp phải kẻ liều mạng một lời không hợp liền móc ra một phen lao ra, trước đột 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 rồi nói sau, những thứ này đều là cơ thể. Về phần làm nằm vùng thì càng thêm, một khi lộ ra, đổ nước bùn thi chìm biển rộng đều là nhìn mãi quen mắt, cuối cùng ngay cả thi thể cũng vớt không được. Nghĩ đến người đẹp trai như vậy lại muốn cho cá ăn, chung văn trạch cự tuyệt ta có thể. Chung Văn Trạch suy nghĩ một chút, chuẩn bị cự tuyệt, trong đầu lại đột nhiên vang lên một tiếng. Len Ken. Cảnh y dạ hành hệ thống đang cố định. Liên kết thành công. Di chú. Cảnh y dạ hành hệ thống sẽ bất định tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được điểm kinh nghiệm, là có thể đạt được điểm kinh nghiệm dùng để thăng cấp hệ thống, hệ thống thăng cấp về sau sẽ cho kỹ năng khen thưởng cùng thân thể thuộc tính cường hóa điểm. Điểm cường hóa thuộc tính thân thể có thể dùng để cường hóa bất cứ bộ phận nào trên thân thể. Sau khi cường hóa, tổ chức thân thể cả người sẽ được đề cao thật lớn, sức chiến đấu cũng sẽ được tăng cường, có thể nói là nghề nghiệp cảnh sát được thiết kế riêng. Hết chương này. Chương 2 Mau lên xe Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 2 Lên xe A, cái này Trung Văn Trạch nhanh chóng hiểu rõ một chút hệ thống vui vẻ tiếp nhận, không có chút nào cảm thấy đột ngột. Đây chính là làm người xuyên việc tiêu chuẩn sao? Năm nay, không có hệ thống, còn làm cái gì người xuyên việc a? À? Với hệ thống tư duy cả người Trung Văn Trạch lại bắt đầu chuyển biến, một lần nữa phân tích lại lời Mạc Sơ vừa nói. Tuy rằng nằm vùng là một bộ sách nát, nguy hiểm cũng rất cao. Nhưng nó cũng thực sự là một cơ hội. Khúng núng chỉ có thể không có tiếng tâm gì, mỗi tháng lẫn lộn coi như tiền lương khả quan, nhưng kiếp sống nghề nghiệp lại vô cùng dài dằng dặc, cũng nhìn không thấy điểm cuối. 7 4 năm. Sau khi công sở Liêm Chính thành lập, đội cảnh sát vì giảm thấp tình huống tham ô, nâng cao lương tháng, cơ số đã lên tới một vạn 4. Nhưng mà, cảnh sát thời đại này ở phương diện tiền lương mặc dù khả quan, nhưng địa vị chưa nói tới cao bao nhiêu. Nếu như không có chiến tích xuất sắc gì, như vậy cũng chỉ có thể chịu đựng. Chịu đựng cái gì? Chịu đựng. Cảnh sát bình thường, nếu không có quan hệ gì, lại không có chiến tích gì, 3 năm năm thăng cảnh sát cao cấp, lại chịu đựng 10 năm thăng cảnh sát trưởng. Lên nữa đi. Muốn leo lên thanh tra thực tập. Vậy phải xem ngày nào đó bánh nhân thịt rơi ở trước cửa nhà ngươi. Và điều kiện tiên quyết là ngươi còn có thể đem bánh nhân thịt nhặt vào trong miệng. Bất kể là đầu năm nào, nếu bạn muốn thành công vậy khẳng định phải chấp nhận rủi ro, không có rủi ro bạn cũng không thể thành công. Tôi có thể nhận được lợi ích gì? Trung Văn Trạch đổi giọng, vô cùng thẳng thắn hỏi. Anh có thể vào tổ trọng án của chúng tôi, đây là số một. Sếp mạc phân tích rõ ràng. Thứ hai, tiền lương của cậu so với bây giờ lại có một đề cao mới. Thứ ba, một khi nằm vùng nhiệm vụ hoàn thành, khoản này chiến tích thuộc về ta, đồng dạng cũng thuộc về ngươi, tiếp theo đề bạc, những này đều là ngươi điểm sáng, đề bạc cũng là danh chính ngôn thuận. Thăng chức không chỉ có nghĩa là địa vị của anh được nâng cao, tiền lương của anh cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đúng vậy. Đây là một quá trình đôi bên cùng có lợi. Sếp mạc cần công lao, cho nên hắn tìm được Chung Văn Trạch, mà Chung Văn Trạch không chỉ cần công lao, còn cần một người có thể đề bạc hắn. Tôi nhận. Chung Văn Trạch suy nghĩ một chút, đáp ứng cũng không có tiếp tục trối rắm Mạc Sơ sẽ cho hắn bao nhiêu lợi ích. Hắn phi thường rõ ràng, chính mình quan trọng nhất là tại lần này nằm vùng bên trong biểu hiện ra chính mình cũng đủ lớn giá trị đến, chỉ cần có thể tại một việc bên trong khởi đến đủ lớn tác dụng, đến lúc đó chính mình tự nhiên sẽ trở thành bánh trái thơm ngon, còn sợ Mạc Sơ lật lòng sao? Về phần ảnh hưởng của việc nằm vùng đối với việc thăng chức sau này, hắn tạm thời cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, giải quyết trước mắt rồi nói sau chủ yếu nhất chính là, chính mình hiện tại có hệ thống, sợ cái gì? Được. Mạc sơ hài lòng gật gật đầu, bắt đầu tiến vào chủ đề. Ngươi lần này muốn nằm vùng đối tượng là giả tiền tập đoàn tiền mặt cựu đại lão, tống tử hào. Len Ken, chúc mừng ký chủ, tiến vào bản sắc anh hùng điện ảnh nhiệm vụ mô đun. Tuyên bố nhiệm vụ. Tiếp xúc thành công với tống tử hào, đột nhập vào nội bộ. Nhiệm vụ hoàn thành. Có thể đạt được 100 điểm kinh nghiệm. Trong đầu. Âm thanh của hệ thống vang lên. Trước mắt chung văn trạch, một màn sáng giả định sáng lên. Chung văn trạch. Cảnh sát tuần tra. Lớp. LV một kinh nghiệm. Không, 100 nhiệm vụ hiện tại. Undercover chung văn trạch ánh mắt cũng lửa nóng vài phần, bắt được cái này 100 điểm tích lũy, là có thể đạt được hệ thống thân thể thuộc tính cường hóa điểm. S. Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn tài chính Hằng Liên bị tình nghi làm giả tiền. Chúng ta tra được lão đại đàm thành của bọn họ gần đây trước khi tiếp xúc với người phụ trách tiền giả Tống Tử Hào, ta hoài nghi bọn họ sẽ liên thủ lần nữa. Trước mắt, cái này Tống Tử Hào tại Liên Hợp Taxi Công ty Lái Xe, hẳn là chỉ là một cái thân phận ngụy trang, đồng thời, thủ hạ của hắn mát lý, trước mắt cũng đang tại bị đài cảnh điều tra. Sếp Mạc vẫn tiếp tục nói nhưng ánh mắt chung văn trạch lại rõ ràng phát tán vừa mới bắt đầu hắn còn chú ý nhưng là nghe mạc sơ trong miệng xuất hiện một cái lại một cái quen thuộc tên cùng với hệ thống vừa mới tuyên bố lần này nhiệm vụ cụ thể tỉ mỉ đây không phải là tình huống trong bộ phim hồng kông bản sắc anh hùng nổi tiếng năm đó sao bộ phim này mặc dù đặt ở hiện tại mười mấy năm sau vẫn là kinh điển khó có thể vượt qua chúng ta cần một người đi tiếp xúc tống tử hào biết được công việc hợp tác của bọn họ, cung cấp manh mối cần thiết cho hành động tiêu diệt tập đoàn tiền giả, trải qua sàng lọc của chúng ta, cậu trở thành người tốt nhất. Sếp Mạc không phát hiện Trung Văn Trạch thất thần, đem toàn bộ kế hoạch nói xong, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Chung Văn Trạch. Thế nào? Hắn nhìn khuôn mặt đẹp trai hơn mình không ít, thầm nghĩ trong lòng. Người đẹp trai như vậy đi làm nằm vùng, nếu bị phát hiện như vậy hắn có thể bởi vì khuôn mặt đẹp trai này mà bị người ta đánh tàn nhẫn hơn không? Được. Chung Văn Trạch không biết lúc này Mạc Sơ lại có ý nghĩ biến thái như vậy, khóe miệng anh hơi nhếch lên, gật đầu đáp một tiếng. Anh sắp xếp thân phận cho tôi đi. Chính mình có hệ thống vốn là lớn nhất hào quan rồi, bây giờ vậy mà còn có kịch thấu gia trì, chính mình sớm biết kịch bản, vậy kế tiếp kịch bản phát triển như thế nào, hoàn toàn liền xem bản thân hắn mình mới là đạo diễn lớn nhất được không? Có kịch bản gia trì, như vậy không gian thao tác của sự tình sẽ trở nên nhiều hơn. Buổi tối ngày mai, cảnh sát đại đảo sẽ đến công ty taxi liên hợp đuổi theo tống tử hào ép hỏi tung tích của mà khắc lý, đây là tôi đã thương lượng với bọn họ. Đến lúc đó ngươi chỉ cần tại thích hợp cơ hội xuất hiện, lái xe đem tống tử hào mang đi, tín nhiệm cảm giác thành lập lên, cụ thể như thế nào thao tác vẫn là xem chính ngươi chung văn trạch ngồi trong xe hơi trong đầu hồi tưởng lại lời Mạc Sơ nói với mình, tầm mắt vẫn nhìn cách đó không xa tất cả công ty taxi liên hợp bình thường. Khi hút đi chiếc Manbo thứ 8, công ty taxi liên hợp phía trước rốt cục có động tĩnh Vài chiếc xe màu đen chạy tới. Xe hơi dừng ở cửa công ty taxi liên hợp, cửa xe mở ra, bỏ lại một người đàn ông trung niên đầu đầy máu, một đám người hùng hùng hổ hổ đi theo xuống xe, cầm trong tay ống thép rìu phòng cháy chữa cháy bắt đầu đập phá công ty xe buýt sớm thôi. Đám người này liền cùng nhân viên công ty taxi đánh nhau, không bao lâu, lại một chiếc xe từ bên ngoài trở về, một người trung niên xuống xe sau đó gia nhập hỗn chiến. Kịch bản không diễn theo lời mạc sơ. Trung Văn Trạch ngồi trong xe, nhìn tình huống bên kia, trong lòng thầm nghĩ. Nhưng mà, đại khái không kém nội dung phim nhiều lắm. Chẳng qua từ giờ trở đi, tôi mới là người nắm giữ kịch bản này. Đúng lúc đó xa xa đèn báo động nhấp nháy mạc sơ trong miệng nói đài đảo cảnh sát đến có lẽ là vì phối hợp hắn bọn họ đặc biệt kéo cảnh báo lái xe tốc độ cũng không nhanh chính là lúc này chung văn trạch lái xe châm lửa nhanh chóng vọt tới cửa công ty taxi liên hợp liếc mắt một cái liền thấy được hai người cực kỳ giống nhau trong phim tướng mạo trên cơ bản không có gì khác biệt lớn hắn hơi sửng sốt một chút sau đó hô hào ca mau lên xe Phía sau mỗi chương đều sẽ có một cái nút xem quảng cáo 15s, mọi người có thể nhấn một chút nha. Hết chương này. Chương 3. Ta chờ 3 năm. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 3. Ta đợi 3 năm mau lên xe. Chung Văn Trạch nhìn xe cảnh sát bên kia, lại vẫy tay với bọn họ. Tống Tử Hào nhìn Chung Văn Trạch, lại nhìn xe cảnh sát bên kia tới, cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều đỡ mã khắc lý đầu đầy máu tươi mở cửa xe. Chờ sau khi bọn họ lên xe, đạp chân ga đi xuống, xe con nhảy ra ngoài. Bên trong xe, Trung Văn Trạch vừa lái xe, vừa quan sát hai người qua gương chiếu hậu. Tống Tử Hào vừa lau sạch máu tươi trên mặt mã khắc lý, vừa nhìn kỹ Trung Văn Trạch. "Ngươi là ai? Tại sao phải giúp chúng ta?" "Hào ca, trước kia em là em trai của anh, sau đó anh bị gãy ở đài đảo." tiểu mã ca báo thù cho anh cũng bị thương trong công ty dần dần thay đổi cho nên em cũng không làm việc ở bên trong chung văn trạch đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác lắc lắc mái tóc mái rủ xuống không nhanh không chậm trả lời gần đây nghe nói em trở về anh vẫn luôn hỏi thăm em chuẩn bị tiếp tục làm việc với em không ngờ buổi tối lại gặp nhau ở chỗ này tống tử hào lắc đầu có chút cô đơn cười cười ta không làm đại ca rất nhiều năm ta hiện tại chỉ là cái lái taxi. Vậy em cũng nguyện ý đi theo Hào Ca, Hào Ca làm việc không cần nói, theo anh lăn lộn rất vui vẻ. Chung Văn Trạch không sao cả khoát tay. Quan trọng nhất là trên người tôi có tiền án, không ai muốn, cũng không tìm được việc gì để làm. Vậy chiếc xe này của anh? Ta cướp. Ta mượn được. Bên trong xe lâm vào trầm mặt. Sớm thôi. Xe một đường cao tốc, xe cảnh sát phía sau đuổi tới nửa đường đã bị bỏ rơi, xe con trực tiếp vọt tới đỉnh núi Thái Bình ở ngoại ô, Mark Lee không lâu sau tỉnh dậy, dựa vào thân xe hơi hút thuốc. Thật không ngờ, cảnh đêm trên đảo lại đẹp như vậy. Thứ đẹp như vậy lập tức mất đi, thật không cam lòng. Ánh mắt mã khắc lý mê ly nhìn kiến trúc ánh đèn nê ông dưới chân núi, tầm mắt rơi vào trên người tống tử hào đang băng bó vết thương cho mình. Hào ca, chúng ta làm lại từ đầu, làm xong phiếu cuối cùng này, sau đó liền xinh đẹp rời khỏi Hồng Công Đảo. Tiểu mã, thu tay lại đi, chuyện quá khứ không cần nói nữa, không có ý nghĩa. Tống tử hào lắc đầu, giọng nói trầm thấp. Cho dù ngươi dết đàm thành thì có thể thế nào đây? Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quên đi, ta không muốn ngươi thương hại ta. Mát ly lập tức kích động, hắn đưa tay chống mặt đất đứng lên, bước đi khập khiển. Ta sẽ không ép bằng hữu của ta làm chuyện không muốn làm ta có nguyên tắc của mình, ta không muốn cả đời để cho người ta dẫm dưới chân. Ngươi cho rằng ta là thối ăn mày a? À? Mã Mà khắc lý môi run rẩy, trừng to hai mắt, kinh ngạc nhìn Tống Tử Hào, trong lòng phản phất có một cổ lửa giận, không cách nào phát tiết. Tống Tử Hào cắn răng nhìn hắn, ngữ khí đè nén. Ta đã mất đi đệ đệ của ta, ta không muốn lại mất đi ngươi. Hào ca. Em cảm thấy người cần tỉnh lại là anh. Chung Văn Trạch vẫn không tìm được cơ hội mở miệng, đúng lúc chen vào một câu. Tôi hoàn toàn hiểu tâm tình hiện tại của Tiểu Mã Ca, tôi cũng vô cùng đồng ý với suy nghĩ của anh ấy, chuyện này tính một mình tôi. Hắn đợi ba năm, chính là muốn chờ một cơ hội, hắn muốn tranh giành một hơi, không phải muốn chứng minh mình có bao nhiêu không dậy nổi, hắn chỉ là muốn nói cho người ta biết, hắn mất đi đồ vật, hắn nhất định phải tự tay lấy lại. Nói về chuyện đó thanh âm chung văn trạch cũng dõng dạc lên. Tống tử hào há miệng, nhất thời không biết phản bác như thế nào. Những lời này của chung văn trạch không chỉ nói ra tiếng lòng của mã khắc lý, mà còn khơi dậy ngàn tầng sóng trong lòng hắn. Tống tử hào hắn, chưa từng chân chính cam tâm. Ta chờ ba năm, chính là muốn chờ một cơ hội, tôi muốn tranh giành một hơi, không phải muốn chứng minh tôi không dậy nổi, ta là muốn nói cho người ta biết, ta mất đi đồ vật, ta nhất định phải tự tay lấy lại mã khắc lý gào thét lặp lại một bên, cất bước đi tới trước mặt tống tử hào, tay trái ông lấy gáy của hắn, dùng sức vỗ vỗ. Làm người xấu thời điểm bị người mắng, làm người tốt thời điểm liền đi hai bước đều bị người theo dõi, người tranh thủ qua cơ hội sao? Người không có, người không có a? À? Nói cho cùng, môi mã khắc lý khẽ run rẩy cơ hồ là gào thét đi ra, hai mắt căm tức nhìn tống tử hào áo sơ mi cùng áo khoác lớn bị máu tươi nhuộm đỏ, ở trong gió nhẹ hỗn độn. Dừng lại vài giây. Hắn lắc đầu, chậm rãi lui ra phía sau, ngữ khí trầm thấp. Ta không muốn giống như ngươi. Tiểu mã. Tống tử hào cắn chặt răng, không nói gì nhìn mã khắc lý. Tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không tiếng động giằng co. Được rồi. Trung Văn Trạch dẫn đầu phá vỡ yên lặng, đứng ở giữa hai người, nghiêng đầu nhìn về phía Tống Tử Hào. Hào ca, tục ngữ nói rất đúng, cây sống một tấm da, người sống một hơi, tranh giành một hơi, thật sự rất quan trọng, em cảm thấy tiểu mã ca làm không sai. Để hoàn thành nhiệm vụ, Trung Văn Trạch cũng phải hao phí một phen miệng lưỡi, bắt đầu du thuyết, nếu như không có thu hoạch được tín nhiệm của Tống Tử Hào, nhiệm vụ sẽ không cách nào hoàn thành. Hiện tại cục diện này, cùng đàm thành mặt đối mặt liều lưỡi lê, so đấu kiếm là lựa chọn duy nhất ngươi một mực nhẫn nhịn chẳng lẽ hắn thật sự sẽ bỏ qua ngươi sao hắn quay đầu ý bảo vết máu chưa khô trên mặt mã khắc lý chất vấn hôm nay đàm thành có thể động thủ với tiểu mã ca để uy hiếp cậu hắn đánh đập công ty taxi của chú kiên ngày mai ngày mai hắn có động thủ với em trai cậu tống tử kiệt không đàm thành hiện tại ở trên người ngươi thấy được lợi ích như vậy hắn liền nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để cho ngươi cùng hắn hợp tác chỉ cần ngươi không muốn, như vậy bên cạnh ngươi mỗi một cái cùng ngươi đi đến gần ngươi đều sẽ trở thành hắn mục tiêu. Tỉnh dậy đi, anh hai. Sự nhẫn nhịn của ngươi sẽ chỉ làm cho hắn càng thêm trầm trọng. Tôi Tống Tử Hào kinh ngạc nhìn Chung Văn Trạch, môi mấp máy, muốn nói cái gì lại nói không nên lời, đối mặt với những lời này của Chung Văn Trạch, hắn không thể phản bác. Cây muốn lặng mà gió không ngừng, ngươi không có cách nào đâu. Trung Văn Trạch đưa tay vỗ vỗ Tống Tử Hào bả vai. Biện pháp duy nhất chính là chính diện đối mặt Đàm Thành, cứng rắn vừa hắn, đánh ngã hắn, chỉ có ngươi bắt được quyền lên tiếng, mới có thể ngươi định đoạt. Bất kể là vì tiểu mã ca, hay là vì đệ đệ ngươi, ngươi đều phải ra tay. Điểm đến là dừng. Trung Văn Trạch không nói tiếp. Về vấn đề này, Tống Tử Hào mới là đại lão chân chính, không cần tự mình dạy hắn. Cuối cùng, Tống Tử Hào gật đầu, xem như đồng ý. Nếu muốn đánh Đàm Thành, vậy phải đánh hắn bảy tất, một lần liền cho hắn nằm sắp xuống, để cho hắn không trở mình được. Chung Văn Trạch đem trong tay nửa đoạn vạn bảo lộ thuốc lá ném ở trên mặt đất, dùng sức nghiền nghiền, ngôn hành cử chỉ bên trong, cổ kia lưu manh khí cùng tàn nhẫn toát ra. Muốn giết chết Đàm Thành vậy thì phải từ căn bản xuất phát, đem hắn chế tác tiền giả băng ghi âm đoạt lấy, như vậy có thể nắm chặt hắn ta cảm thấy được ta cũng có kế hoạch như vậy mã khắc lý hít mắt ngầm thuốc lá gật gật đầu đơn giản thô bạo có hiệu quả có thể tống tử hào suy nghĩ một chút đồng dạng cũng là đồng ý hắn nghiêng đầu nhìn về phía chung văn trạch a à, trạch ngươi hiện tại đang làm cái gì lúc này mặc dù đối với chung văn trạch vẫn có chút đề phòng nhưng xưng hô đối với hắn đã bắt đầu xuất hiện biến hóa Chung Văn Trạch buông tay. Du dân thất nghiệp, nếu có thể, cậu có thể giới thiệu giúp tôi lái xe cho chú Kiên cũng được. Ta có thể hỏi Kiên thúc một chút. Tống tử hào đơn giản tổ chức một chút ngôn ngữ. Ngươi thật sự nghĩ kỹ muốn cùng chúng ta cùng nhau làm. Hết chương này. Chương 4 Tặc chính là tặc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Kẻ trộm là kẻ trộm tiếp tục lái xe đi, lão tài xế của tôi. Chung Văn Trạch nhún vai không sao cả, nhìn về phía Mã Khắc Lý. Ra ngoài lăn lộn chính là đạo nghĩa giang hồ, trước kia lúc các ngươi còn sống, tiểu Mã ca từng chiếu cố ta, còn cho ta tiền mua thuốc, chuyện này ta không có lý do gì không giúp. Nói hết đi. Chung Văn Trạch nghiêng đầu nhìn về phía Mã Khắc Lý. Lý do này là hắn thuận miệng tìm. Hắn chính là đánh cuộc Mã Khắc Lý không nhớ được chuyện trước kia. Mã Khắc Lý người này hảo thiện lạc thi, nhân duyên phi thường không tệ, hẳn là không nhớ rõ tiểu đệ phía dưới. Hảo huynh đệ. Mã Khắc Lý đưa tay đè bả vai hắn dùng sức gãi gãi, không nói gì. Ngươi suy nghĩ lại đi. Tống Tử Hào cũng không tiếp tục hỏi nhiều, gật đầu. Tôi giới thiệu cho cậu chỗ chú Kiên lái xe trước, về phần khi nào thì động thủ, chờ tin tức về chuyện này qua một chút, Đàm Thành bên kia phòng bị thả lỏng rồi nói sau cảm ơn hào ca. Chung văn trạch gật đầu. Trong đầu, âm thanh gợi ý của hệ thống. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 100 điểm kinh nghiệm. Hệ thống thăng cấp, đạt được tinh thông súng ống nhập môn. Điểm cường hóa thuộc tính y một. Di chú. Điểm cường hóa có thể dùng để cường hóa bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Hệ thống thăng cấp khen thưởng tự động phát ra trong đầu đột nhiên lập tức giống như nhiều chút gì đó kỳ quái đồ vật. Chung Văn Trạch tập trung chú ý. Ồ, hóa ra là về súng ống. Về phần điểm cường hóa thuộc tính kia, hắn không chút do dự lựa chọn gia trị trên tay. Tống Tử Hào nhìn bóng lưng Chung Văn Trạch rời đi, nhỏ giọng nói với Mát Lý. Tra tư liệu của A Trạch xem có vấn đề gì không? Ừ, Mát Lý siết chặt áo khoác bó sát người, hiếp mắt nhìn cảnh đêm xa xa hiệu suất làm việc của tống tử hào cũng rất nhanh buổi tối hôm đó liền nói chuyện này với chú kiên vừa lúc chú kiên cũng thiếu người bảo chung văn trạch ngày mai đi đưa tin chung văn trạch làm người hai đời rất nhanh đã lăn lộn ở công ty taxi liên hợp danh tiếng cá nhân cũng vô cùng tốt rất được mọi người yêu thích cũng nhanh chóng kéo gần khoảng cách với tống tử hào đêm đó một tòa nhà cũ ở sài gòn chung văn trạch trở lại phòng trọ nhỏ hẹp đảo hồng kông này chênh lệch giàu nghèo rất lớn, đối chiếu rõ ràng nhất, cơ bản nhất chính là hoàn cảnh cư trú. Người bình thường lăn lộn, có một chỗ ở lớn, đó là hy vọng xa vời của bọn họ. Căn nhà là mạc sơ tìm cho hắn, khoảng 10 mét vuông, vô cùng đơn sơ, phù hợp với thân phận hiện tại của hắn, nhưng trong phòng lại đặc biệt dắt điện thoại cho hắn. Đó là để tạo điều kiện cho họ liên lạc. Trung Văn Trạch cởi quần áo, tiến vào toilet tắm rửa đơn giản một phen, đánh giá mình trong gương. Trung văn trạch cao mét m hai thân hình cao lớn, cơ ngực to lớn, cờ bắp rõ ràng là lực cánh tay 10 phần. Kiểu tóc 3-7 phần, mái tóc đen trước trán tự nhiên rủ xuống, lông mày thẳng tắp, đường nét khuôn mặt khắc sâu, giữa hai lông mày để lộ ra một cổ anh khí, cả người tinh thần 10 phần, lại mang theo vài phần lưu manh. Ai, để cho một đại soái như ta so với nằm vùng, thật là phung phí của trời. Trung văn trạch thu hồi ánh mắt quan sát mình, tặc lưỡi nói. Điều kiện như tôi, nên đi làm việc quay kiểu Hồng Kông. Chỉ có điều, công việc này có đứng đắn hay không thì không biết. Trung Văn Trạch am hiểu sâu sắc tuổi trẻ không biết mùi cơm mềm, cái nhầm tuổi thanh xuân, không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận đối với tình huống hiện nay của mình. Tắm xong. Trung Văn Trạch mặc quần cộc, lười biếng nằm ở trên giường, nhàm chán ấn radio nghe radio, lúc này không có máy thông minh, không có thứ gì có thể giết thời gian, kiếp trước làm một quán quân gác đêm thâm niên trước khi ngủ trong khoảng thời gian này liền có vẻ phi thường nhàm chán một phen khuyên nhủ chung văn trạch có chút thiếu hứng thú đang chuẩn bị đi ngủ đinh 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 điện thoại bàn bên cạnh lại vang lên alo chung văn trạch nhận điện thoại cuộc điện thoại này chỉ có mạc sơ biết thanh âm mạc sơ vang lên chung văn trạch buổi tối ra ngoài câu cá chung văn trạch trả lời tôi ngậm cậu đêm hôm khuya khoát câu cái gì vậy đây là mật mã liên lạc của họ em chờ anh ở bến tàu mạc sơ nói xong liền cúp điện thoại tạ ném chung văn trạch cúp điện thoại lại chăm chọc một câu làm gì vậy tối hôm khuya khoát hẹn ra ngoài gặp mặt nghĩ như thế nào tuy rằng chăm chọc nhưng hắn vẫn cầm áo khoác đi ra ngoài lúc chung văn trạch đến Mạc Sơ đã đến, ngồi ở trên lan can bọc thuốc lá, gió thổi kiểu tóc của hắn hơi có vẻ hỗn độn. Gió biển ẩm và mặn. Chung Văn Trạch ngồi xuống bên cạnh Mạc Sơ. "Tới rồi." Mạc Sơ lấy ra một cây vạn bảo lộ ném cho Chung Văn Trạch. "Tình huống thế nào?" Bọn họ cùng Đàm Thành đã bắt đầu bị liệt. Chung Văn Trạch đưa ra đáp án. "Bọn Tống Tử Hào chuẩn bị động thủ, cụ thể khi nào, bây giờ còn chưa có kết luận." Rất tốt. Mạc Sơ gói một điếu thuốc lá, dặn dò: "Vậy cậu chú ý theo sau, báo cáo tình huống bất cứ lúc nào cho tôi, lúc này đây, nhất định phải bắt hết bọn họ khi bọn họ đồng thủ tự giết lẫn nhau. Còn có tên Què Ngựa kia, hắn liên quan đến vụ án bắn chết mấy năm trước, lần này cũng lấy luôn." Sếp Mo không để ý. Lúc hắn nói những lời này, Chung Văn Trạch không khỏi nhíu mày. "Đừng gọi người ta là người Què Ngựa, người ta có tên." mã khắc lý ngươi đang bảo vệ hắn không có ngôn luận vừa rồi của cậu rất nguy hiểm cậu phải hiểu một đạo lý trộm chính là trộm cậu không giống bọn họ sếp mạc quay sang nhìn chung văn trạch biết vì sao tôi không để tống tử kiệt đi điều tra vụ án này không bởi vì anh ta có quan hệ anh em với tống tử hào anh ta cần tránh hiềm nghi được rồi cứ như vậy đi chung văn trạch cũng không trả lời búng tàn thuốc đứng lên có tiến triển gì tôi sẽ liên lạc với anh trước chú ý an toàn sếp mạc vỗ vỗ vai anh nhìn bóng lưng cao lớn của chung văn trạch giọng nói đè thấp vài phần lặp lại lần nữa chờ phá vụ án này anh có thể trở về có vụ án này tôi cũng có thể danh chính ngôn thuận đem anh lên cấp trên cũng sẽ không nói thêm gì được chung văn trạch gật đầu ánh mắt thâm thúy nhìn sóng biển đánh sâu vào đê đập Cùng lúc đó, công ty trách nhiệm hữu hạn tài chính Hằng Liên. Đàm Thành thả lỏng thân hình ngồi tựa vào ghế ông chủ, nhắm mắt dưỡng thần, đầu ngón tay bốc khói xanh. Đại ngốc mặt Âu Phục dậy da đứng ở một bên. Đàm Thành mở to mắt, quét mắt nhìn đồng hồ thạch anh trên tường, lại nhìn về phía đại ngốc thành. Tống tử hào này vẫn không liên lạc với tôi, xem ra là tôi gõ không đủ nhắc nhở anh ta. Đại ngốc thành trừng mắt, hung tợn nói muốn hay không ta hiện tại đi an bài người, đem hắn đệ đệ Tống Tử Kiệt làm vừa lúc Tống Tử Kiệt mấy ngày nay cùng cái chó điên đồng dạng, mỗi ngày cắn chúng ta, muốn chết. Ngươi đem đệ đệ hắn làm, đó chính là đem Tống Tử Hào Triệt để chọc giận, hắn làm sao có thể còn cùng chúng ta hợp tác. Đàm Thành nhíu mày quét mắt nhìn Đại Ngốc Thành, chuyển đề tài. Gần đây cái kia cùng Tống Tử Hào đi rất gần chung văn trạch, hắn là tình huống gì? Hết chương này. Chương 5 Âu phục ác ôn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Quần áo côn đồ đã điều tra rõ ràng rồi. Đại Ngốc Thành bước lên trước một bước, nhanh chóng báo cáo. Trung Văn Trạch này là người đột nhiên xuất hiện, đêm hôm đó cảnh sát đi bắt người què ngựa, chính là anh ta lái xe đưa Tống Tử Hào và người què ngựa đi, người này hiện tại đi rất gần Tống Tử Hào, quan hệ cũng rất tốt. Nghe nói, người này trên người cũng có án đấy, Trước đó đã đi theo mã qua tử bọn họ phía sau, bởi vì phạm tội ở bên trong ngồi sống nhiều năm, nhìn tư thế này, hắn là chuẩn bị tiếp tục cho Tống Tử Hào làm tiểu đệ. Làm tiểu đệ. Đàm Thành gói một ngụm xì gà, phun ra khói thuốc nồng nặc, hắn vuốt ve cái đầu to đầy keo xịt tóc. Tống Tử Hào không hợp tác với tôi thì thôi, còn thu tiểu đệ. Nếu đã như vậy, ta đây phải làm cho hắn minh bạch một cái đạo lý. Không cùng ta hợp tác hắn tống tử hào đời này đều đứng không nổi. Tìm một hảo thủ, đem tiểu đệ hắn mới thu an bài cho ta. Được. Đại ngốc thành gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Một đêm không nói gì. Sáng sớm hôm sau. Trung văn trạch ra ngoài sớm, sau khi ăn mặc chỉnh tề trước gương, trên đường mang theo hai phần bún ruột xá xíu đến công ty taxi liên hợp. Hắn đã ở chỗ này lái xe có một tuần, tuy rằng chỉ là cái lái xe thuê, nhưng phi thường chú trọng ăn mặc, đều là một nước ốc phót dệt áo sơ mi trắng cộng với quần tây đen, phối hợp với hắn khuôn mặt đẹp trai, thỏa đáng nhan sắc lực sản xuất. Chú Kiên chào buổi sáng, cho một phần bún ruột, nhân xiên nướng mà chú thích nhất. Trung Văn Trạch đem bữa sáng đóng gói đặt lên bàn chú Kiên. Biết chú thích khẩu vị nặng, rót cho chú nhiều xì dầu. Tiểu tử ngươi, ngược lại còn rất có lương tâm. Chú Kiên cũng không khách khí mở hộp ra ăn, quét mắt nhìn Chung Văn Trạch. Nhưng tôi rất tò mò, thằng nhóc này hoàn toàn có thể đi làm diễn viên, tới chỗ tôi lái taxi làm gì. Hai ngày trước, còn có mấy phú bà từng ngồi xe của anh, đều gọi điện thoại tới công ty chúng tôi, đặc biệt tới hỏi tình hình của anh. Hắc hắc. Chung Văn Trạch cười không nói, không để ý đến đề tài này, lấy vạn bảo lộ trong túi ra, đặt một cây lên mặt bàn chú Kiên. Anh Hào đâu? Sao hôm nay không thấy người khác? không tới cụ thể làm gì tôi cũng không biết chú kiên nói đến chuyện này lắc đầu ai chú đã nói với các cháu rất nhiều lần chúng ta phải sửa đổi không nên động thủ động thủ liền trở lại như trước có khác gì đám người bọn họ đâu người ta đã tè dầm trên đầu rồi chẳng lẽ còn không đánh trả sao chung văn trạch cũng không tán thành cách nói này của chú kiên chú kiên suy nghĩ này của chú phải sửa lại quá cổ hủ không phù hợp với danh hiệu lao phạm tổ tông như chú. Đúng không? Chú Kiên cười lắc đầu. Một điếu thuốc còn chưa hút xong, Trung Văn Trạch cũng không vội vã ra khỏi xe. À, đúng rồi, chú Kiên trước kia chú đi vào là vì cái gì? Chú Kiên ăn nốt miếng bún ruột cuối cùng, lau miệng châm thuốc lá. Việc nhỏ. Chuyện gì? Trung Văn Trạch truy vấn. Ai, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, người đã hiếu kỳ ta đây liền nói cho ngươi một chút đi. Chú Kiên có chút cảm khái thở dài. Chỉ cách lúc trước tuổi trẻ khinh cuồng, không cẩn thận làm nhiều lựu đạn, kết quả lúc kiểm tra uy lực nổ tung quá lớn, sau đó đã bị bắt. Ngón tay chung văn trạch run rẩy, thuốc lá cũng không cầm chắc, làm bỏng ngón tay. Cái gì? Anh biết làm lựu đạn. Chú Kiên khoát tay áo, hơi hợt. Đúng vậy, uy lực quá lớn, người thoáng cái đã nổ tung. A, à, Chung Văn Trạch đáp một tiếng, ánh mắt nhìn về phía chú Kiên có chút kính sợ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Một lời không hợp liền đặc biệt ném một đống lại đây, ai đặc biệt chịu đựng được a? À, đúng rồi, vừa rồi anh nói gì về tôi? Cổ hữu đúng không? Chú Kiên nhớ tới đánh giá vừa rồi của Chung Văn Trạch, chuẩn bị tranh luận với chàng trai này một chút. Chú phải nói cho cháu biết, chúng ta phải thay đổi để làm người mới. A. À, không có việc gì không có việc gì chú kiên làm sao có thể cổ hủ được chung văn trạch ngượng ngùng cười cười tự đáy lòng giơ ngón tay cái lên nịnh nọt nói kiên thúc quả thực chính là nhóm lao phạm lão tổ tông chúng ta chi mẫu mực uy vũ khí phách quét ngang chân trời góc bể hắn vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài bước chân cực nhanh cực kỳ sợ hãi cái kia chú kiên cháu ra khỏi xe không nói với chú nữa bi 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 đừng tiễn cháu, gặp lại. Ha ha. Chú Kiên cười lắc đầu, nhìn bóng lưng chung văn trạch. Thằng nhóc này, thật thú vị. 9 giờ tối. Trung Văn Trạch vừa tiễn một người khách, sau giao lộ đã có người đưa tay đón xe. Trung Văn Trạch nghiêng đầu nhìn về phía cậu nhóc trẻ tuổi mới đi lên phía sau, mặc áo khoác cao bồi, mái tóc dài nhụm rất vàng, vô cùng có tinh thần. Trang phục cổ hoặc tử tiêu chuẩn. Người đẹp, đi đâu vậy? Đi về phía trước. Nam tử trẻ tuổi đưa tay vuốt tóc mái rủ xuống trên trán. Mở ra trước. Chung Văn Trạch hít mắt nhìn kính chiếu hậu. Không có mục đích sao? Hỏi nhiều như vậy. Người đẹp nhướng mí mắt. Tiền tôi cho anh, anh lái xe là được. Nói xong lấy ra một sấp tiền mặt, rút ra ba tờ ném lên mặt anh. Trước tiên lái hết số tiền này rồi nói sau. Tiền rơi đầy đất. Tiền không nhiều, nhưng tính sĩ nhục rất mạnh. Ngươi làm gì vậy? Mặt Chung Văn Trạch lập tức kéo xuống, quét mắt nhìn tờ tiền rơi trên người, tính tình nóng nảy nổi lên. Lấy tiền đập tôi. Này, cậu hét lên với tôi. Nam tử trẻ tuổi đưa tay chỉ vào Chung Văn Trạch. Có biết tôi lăn lộn ở đâu không? Con mẹ nó ta ghét nhất người khác chỉ vào mũi của ta. Chung Văn Trạch vỗ tay lái, xoay người nhìn anh. Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn, hoặc là nhặt tiền lên, hoặc là xuống xe cút đi cho ông đây. Tiểu tử trẻ tuổi nghe được những lời này, mắng chửi đỉnh đạt. Đập phá đường, ngươi muốn chết a. À? Con mẹ nó, ngươi muốn làm gì? Tới chém ta a, à? tới chém chết ta a. À? Trung Văn trạch hô lên, đưa tay kéo dây an toàn xuống mở cửa xe muốn xuống xe. Con mẹ nó, hôm nay tôi nhất định phải giết chết cậu. Những thứ này là Trung Văn Trạch đã sớm chuẩn bị. Sau khi xác định mình đang ở trong thế giới cản tung tích một lời không hợp liền rút súng, thình thịch thình thịch này, hắn cực kỳ sợ hãi, cho nên liền chuẩn bị tốt cho mình một tên tiện tay, còn kém trực tiếp làm súng ống đạn dược mang theo bên người. Trung Văn Trạch liếc mắt nhìn nam tử trẻ tuổi, trong miệng nằm khói thuốc ngưng tụ lão trưởng, cũng không rơi, tựa như một cái tay trang côn đồ. Đến, ngươi xuống xe solo. Nằm rảnh nam tử trẻ tuổi nhìn chung văn trạch hai tay nhô lên thật cao, đường nét mỹ cảm gân thịt, xác định sức chiến đấu của đối phương gấp mấy lần mình, trực tiếp giơ hai tay lên. Thảo thảo thảo, đại lão đại lão, ta sai rồi, ta nhào xuống phố, ta vừa rồi chỉ đùa với ngươi một chút. Trong lòng anh thật buồn bực. Hiện tại cái này tài xế taxi đều mạnh như vậy sao? Ăn mặc người mẫu chó, nhìn so với những thành phần tri thức nhỏ bé kia còn nhã nhặn hơn, sau đó một lời không hợp liền móc ra gia hỏa đến chém người. Sau đó cứ như vậy ở khu phố sầm uất phồn hoa, không nhìn tuần tra chung quanh, công khai móc ra gia hỏa, đối với một người Tây không tất sắc nói muốn solo. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật mà. Mặt mũi không? Nhặt tiền lên. Trung văn trạch mặt không chút thay đổi nhìn anh. Con mẹ nó anh ở đây đùa giỡn với tôi đấy nam tử trẻ tuổi sợ tay sợ chân đi qua nhặt tiền lên, cùng kính kính đưa cho hắn. Không đúng, đại lão, đại lão. Ta sai rồi, cho một cơ hội hảo hảo làm người. Hết chương này. Chương 6 Ra tay ác độc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Tay mạnh đập đường Lúc này Trung Văn Trạch mới nhét ống thép trong tay xuống chỗ ngồi. Còn muốn ngồi xe không? đi đâu? Ngồi, đương nhiên ngồi. Nam tử trẻ tuổi phẫn nộ cười cười, không dám lỗ mãn. Đi về phía trước, đi về phía trước. Thế đấy. Sau khi xe đi lòng vòng trên mặt đường một đoạn, người đàn ông trẻ tuổi rốt cục đưa ra địa chỉ, một quán bar ở khu vực phồn hoa 3 km phía trước. Đến đích rồi. Xe có thể chịu đựng được rất ổn định nữ tử trẻ tuổi đứng ở giao lộ bước chân lão đảo trực tiếp nhào vào trên mui xe, hai ba bước đi lên kéo cửa ghế sau ra liền đi vào. Một mùi nước hoa nồng đậm cùng mùi rượu phả vào mặt. Cách ăn mặc của cô thuộc loại nhiệt tình phóng khoáng này, váy ngắn bó mông màu đen, bên trong khoác một chiếc áo lót thấp ngực, trên vai khoác một chiếc áo khoác mỏng nhung nhung màu lam không phối hợp với bên trong. Bên cạnh đặt một chiếc túi xách nhỏ màu đen. Xuyên thấu qua mái tóc xoăn rũ ở hai bên, mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt trái xoan của cô trang điểm thật dày kỹ thuật trang điểm của cô rất tốt mặc dù là trang điểm đậm nhưng làm cho người ta có cảm giác vô cùng tốt tướng mạo không tệ nhìn qua có chút lãnh diễm chết tiệt rượu ở đâu ra vậy đang chuẩn bị xuống xe nam tử trẻ tuổi quét mắt nữ tử trẻ tuổi khuôn mặt nha bộ dạng cũng không tệ nha mỹ nữ buổi tối cùng nhau ăn khuya a à? này ngươi muốn chết à nữ tử trẻ tuổi ở một cái, mắng chửi đỉnh đạt trở lại. Có tin hay không ta bảo đại ca ta chém chết ngươi? Người đàn ông lại nhìn cô thêm một cái, môi mấp mấy vài cái, cũng không nói nhảm, mở cửa xe liền xuống xe. Nhưng mà... Tầm mắt hai người lại lơ đãng giao nhau một chút. Cô gái trẻ ngồi ở ghế sau chung văn trạch, đưa tay vỗ vỗ lưng ghế lái. Này, đi về phía Sài Loan. Chung Văn Trạch quay đầu nhìn cô một cái, phong trần đầy đủ vậy cô ngồi vững vàng yò cô gái trẻ nhìn thấy chung văn trạch nở nụ cười người đẹp rất đẹp trai đi mời anh đi uống rượu chung văn trạch tướng mạo đẹp trai lực sát thương sườn mặt cũng rất lớn cảm ơn mỹ nữ chung văn trạch lái xe về phía trước không mất lễ phép cự tuyệt uống rượu thì thôi còn phải kiếm tiền nữa loại tình huống này hắn gặp nhiều rồi mẹ nó, lái xe có thể kiếm được bao nhiêu tiền a? À? Cô gái trẻ tùy tiện vỗ lưng ghế lái. Đi, tối nay chị bao cho em, em ra giá đi. Ha ha. Trung Văn Trạch cười lắc đầu, chuyên tâm lái xe. Thật nhàm chán. Cô gái trẻ tuổi hăng hái biểu môi, cũng không tiếp tục nói chuyện, đưa tay hạ cửa sổ xe xuống, lấy thuốc lá nữ trong túi áo khoác ra, bật lửa mà vàng thuần thuộc châm thuốc lá, sau đó dựa vào cửa sổ xe hút, bên trong xe lập tức yên tĩnh lại. Trong radio trên xe, radio đang phát ca khúc thịnh hành thời đại tịnh năm đó. Nhẹ, nhẹ nói một tiếng, đang vì ta đưa ấm áp, người cho ta rót vào khoái hoạt cường điện. Nhẹ nhàng, nhẹ giọng nói, đường dài sắp đi qua, rốt cục đi tới tươi đẹp trời nắng. Xe dần dần chạy ra khỏi khu phố sầm uất, Đi tới con đường ven biển. Gió nhẹ thổi tới. Từ tự, tự như sen lẫn mặn ướt ai, mỹ nhân. Cô gái trẻ tuổi đàn tàn thuốc, tầm mắt chuyển sang chung văn trạch đẹp trai trong gương chiếu hậu. Anh nói xem, cuộc sống này rốt cuộc là vì cái gì? Hả? Chung văn trạch bị câu hỏi này của cô làm cho sửng sốt. Vừa lên đã cùng ta thảo luận vấn đề bí hiểm như vậy sao? Ha ha! Nữ tử trẻ tuổi không quản chung văn trạch, tự mình lại nói tiếp. Chúng ta mỗi ngày du đảng tại già dạ tràng trong quán bar, gặp dịp thì chơi, bị những kia lsp động thủ động chân lại còn muốn cố nén buồn nôn cùng khuôn mặt tươi cười đổi lấy cái kia đáng thương năm trăm một ngàn buồn cười hay không buồn cười ách chung văn trạch yên lặng giảm tốc độ đèn xanh đèn đỏ phía trước ngừng lại hắn không rõ nữ tử trẻ tuổi rốt cuộc muốn nói cái gì đối với thân phận của nàng chung văn trạch nhiều ít đoán được một chút chỉ là ngươi cùng ta thảo luận nhân sinh đây là cái quỷ gì cho nên buổi tối theo ta đi nữ tử trẻ tuổi tính nhảy vọt rất mạnh nói để cho ta cũng thể nghiệm một chút tiêu tiền khoái hoạt chủ yếu nhất là ngươi đẹp trai phù hợp thẩm mỹ của ta tiền này tiêu giá trị chung văn trạch mấp máy môi sâu kín nói cô uống nhiều rồi tiểu thư trong lòng lại tràn đầy máng xối tôi đặc biệt giống tiểu bạch kiểm như vậy hay là nói trên mặt ta viết ba chữ ăn bám ngươi thật nhàm chán cô gái trẻ thấy chung văn trạch không để ý tới mình lại hừ lạnh một tiếng cởi áo khoác nhung nhung tháo dây buộc tóc màu đen trên cổ tay xuống buộc tóc rối tung của mình lên lộ ra khuôn mặt của mình tất cả cùng một lúc cả người nàng nhìn qua già dặn rất nhiều khí chất lãnh diễm kia lại càng thêm rõ ràng chút phong trần khí này hình như yếu đi vài phần càng nhiều hơn là một loại cảm giác dứt khoát lão luyện không thể nói rõ thân thể cô gái trẻ tuổi nhích về phía trước, hai tay tự nhiên đặt ở hai bên ghế lái, nửa người trên nghiêng về phía trước theo, miệng tới gần đầu chung văn trạch, môi đỏ mọng gần như dán vào lỗ tai anh. Anh xem, qua đèn xanh đèn đỏ này, phía trước quẹo xuống là tới bờ biển, chúng ta đi tới đó đi. Bởi vì cô đến rất gần, kề sát vào lỗ tai chung văn trạch nói chuyện, hơi nóng bốc lên có chút mê người, lỗ tai rất ngứa. Mùi nước hoa hỗn hợp mùi rượu chui vào trong cánh mũi chung văn trạch nếu em thật sự không muốn qua đêm với anh chúng ta dừng xe ở bờ biển ở trên xe cũng được anh cho em tiền em đến đi cô gái trẻ làm bộ vỗ vỗ túi sách nhỏ của mình anh xem xung quanh cũng không có ai sẽ không có ai phát hiện anh không cần ngượng ngùng tiền tôi có thể đưa cho anh bây giờ chung văn trạch nhíu nhíu mày cảm thấy có chút vô lý tiểu thư cô uống nhiều quá nguyên lai like. ở niên đại này nam hài tử một mình ở bên ngoài phải có ý thức bảo vệ tốt chính mình người đẹp đừng rụt rè tôi rất sạch sẽ cô gái trẻ tuổi đưa tay vén áo sơ mi thấp ngực của mình xuống thân thể tiến về phía trước tay phải dựa theo bả vai chung văn trạch đưa tay cởi nút áo sơ mi của anh đừng nháo chung văn trạch đưa tay bắt lấy bàn tay cô gái trẻ nhưng lúc này cả người anh sửng sốt một chút hắn cảm nhận được vết chai vô cùng rõ ràng trên tay nữ tử nhất là vị trí miệng hổ, đối với một người kiếp trước thường xuyên sợ súng mà nói, hắn biết điều này có ý nghĩa gì. Một giây thôi. Chung Văn Trạch đột nhiên ngẩng đầu, híp mắt nhìn cô gái trẻ trong gương. Cô gái trẻ cũng đang nhìn hắn lúc này. Ánh mắt của hai người giao nhau trong gương. Nữ tử trẻ tuổi sắc mặt không thay đổi. Người nếu không muốn dây tiếp theo lòng bàn tay trái của cô đột nhiên xuất hiện một sợi dây câu tinh tế ở giữa hai đầu đã được xử lý, trực tiếp vòng qua ghiềm chặt cổ chung văn trạch. Chân phải của cô chống vào lưng ghế lái sau đó dùng sức kéo, gắt gao ghiềm chặt. Cả bộ động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Sát cơ chợt hiện. Hết chương này. Chương 7 Chiến đấu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Cuộc đua cỏ chung văn trạch thầm mắng một tiếng cũng may anh đã cảnh giác trước trong nháy mắt dây câu siết chặt cổ thấy anh đã không thể tránh né hai ngón tay cái chụp ra dùng móng tay từ hai đầu chống lại dây câu kẹp đường cong tiếp tục xâm nhập vào bên trong nhưng mặc dù như thế dây câu tinh tế vẫn rất nhanh thấm vào làn da yếu ớt trên cổ mang ra huyết châu đỏ tươi ở sơ đến vết chai trên bàn tay nữ tử trẻ tuổi về sau bằng vào kiếp trước nghề nghiệp kinh nghiệm trong lòng của hắn nhất thời nổi lên nghi hoặc một nữ tử phong trần, làm sao trên tay lại có nhiều vết chai như vậy? Nhất là ở trên miệng hổ của nàng. Đây là một đôi tay cầm súng quanh năm phải không? Mặc dù Trung Văn Trạch đã sớm đưa ra phán đoán cảnh giác, nhưng tốc độ phản ứng của hắn vẫn chậm một phần. Nôn. Trung Văn Trạch hai mắt sung huyết, cổ mạch máu bởi vì chịu áp nhô lên, hắn chỉ cảm giác hô hấp khó khăn, thử đưa tay đi điều chỉnh ghế ngồi, nhưng là ghế sau bị nữ tử gắt gao chống đỡ căn bản không buông xuống được. Chung Văn Trạch, ý chí của ngươi rất mạnh, tại ta như thế hấp dẫn ngươi dưới tình huống, tối đa hạn độ hạ thấp cảnh giác của ngươi, nhưng là tốc độ phản ứng của ngươi vẫn là rất nhanh nha. Nữ tử trẻ tuổi trong mắt nhìn Chung Văn Trạch, biểu tình lạnh như băng. Trách thì trách ngươi không nên cùng Tống Tử Hào đi gần như vậy. Trong lúc nói chuyện, lực đạo trên tay nữ tử lại tăng thêm vài phần, ngữ khí không mang theo bất kỳ tình huống nào. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, nếu không phải sợ động tĩnh quá lớn, ta trực tiếp liền một loạt đạn đi xuống, sẽ không cho ngươi hiện tại có cơ hội dãy dùa. Cô nhìn chầm chầm chung văn trạch, giọng nói lạnh như băng. Hưởng thụ thời gian dãy dùa cuối cùng này đi. Dây câu tinh tế giờ phút này lực sát thương 10 phần. Theo lực đạo của nữ tử gia tăng, mặc dù có ngón tay cái bị kẹt, nhưng dây câu vẫn dần dần thẩm thấu vào trong da. Tinh thần chung văn trạch khẩn trương cao độ, Adrenaline cấp tốc tiết ra, anh không cảm giác không đau đớn. Trong lúc hoảng loạn, anh quét mắt nhìn đường cái phía trước, ngón cái tay trái kẹp dây câu, tay phải ấn phanh tay, đạp chân ga xuống đáy. Trên bảng điều khiển, đồng hồ chuyển tốc nhanh chóng tăng vọt. Xe lập tức vọt ra ngoài, sau khi lao ra ngoài, Chung văn trạch theo sát một cước phanh lại đạp đến cùng, hai người bởi vì quán tính cực lớn mà vọt về phía trước. Cảm giác nghẹt thở nhẹ nhõm một chút. Trung Văn Trạch nắm lấy cơ hội ngắn mũi này, hai tay trực tiếp dùng dây câu dính máu trên cổ kéo ra, nhưng không gian bên trong xe bị quản chế có hạn, không đợi thân hình cao lớn của hắn giãn tay chân ra. Bá! Lực phản ứng của cô gái trẻ tuổi cũng rất nhanh, trước tiên buông tha dây câu, tay trái vươn ra trực tiếp ghiềm chặt cổ Trung Văn Trạch, tay phải từ trong túi áo bên cạnh móc ra một ống kim inox, mũi kim bén nhọn đâm vào cổ Trung Văn Trạch. Nhìn mũi kim đâm vào cổ tay trái chung văn trạch bắt lấy cánh tay trái xiết cổ mình của cô gái tay phải vươn ra trực tiếp bắt lấy cổ tay cầm kim của cô làm ra lực dẫn kim tiêm bén nhọn đâm vào trong ghế ngồi bằng da được lợi từ ưu thế sức mạnh thuận thế kéo nữ tử về phía trước ra kẹt ở trong ghế phụ chính nhân cơ hội này chung văn trạch điều chỉnh thân thể xoay người lại bắt lấy tóc cô gái ấn đầu cô dùng sức dập liên tục hai cái đầu gối thuận thế đặt lên cổ cô gái ngăn chặn cô vững vàng chế phục vừa rồi dưới một phen đánh nhau mồ hôi toát ra thấm vào miệng vết thương trên cổ rất đau bác bà chết tiệt chung văn trạch tức giận mắng một tiếng ngón tay sờ sờ cổ xác nhận thương thế giọng nói lạnh lùng hỏi ai phái cậu tới đàm thanh hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là lý do này đối phương phái ra một sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh tới lực công kích mạnh hung ác tàn bạo hơn nửa động tác liền mạch lưu loát không chút dây dưa dài dòng trước sau nội dung vở kịch bịa đặt, tuyệt không phải tiểu côn đồ bình thường có thể làm ra. Nữ tử trẻ tuổi mặc dù bị gắt gao ngăn chặn, nhưng là cũng không có chút nào chịu thua. Trung văn trạch, người chết đến lâm đầu. Ngay lúc này, phía sau vang lên tiếng xe tăng tốc lao tới. Trung văn trạch quay đầu nhìn lại, một chiếc xe hơi màu đen trực tiếp vọt tới, ghế lái phụ nhô ra nửa người, trong tay cầm một khẩu súng lục sáng loáng. Người này, chính là nam tử trẻ tuổi lúc trước đi nhờ xe. Bọn họ là một băng đảng. Chung Văn Trạch nhìn người đàn ông cầm súng, lúc này mới chợt hiểu ra, tại sao trước đó người này lại để cho mình đi bộ lung tung trên đường cái, đây là bọn họ đã chuẩn bị trước, đợi đến khi đến nơi, hai người liền mạch nối tiếp nhau. Người của chúng ta đến rồi. Nữ tử trẻ tuổi mặc dù bị ngăn chặn, nhưng vẫn không có câm miệng, ý đồ dãy dùa. Ngươi chạy không thoát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ chết tiệt, ngươi câm miệng đi. Chung Văn Trạch nắm tóc cô dùng sức đập cạch cạch hai cái, không có chút thương hương tiết ngọc. Nữ nhân cũng không ảnh hưởng chút nào đến tốc độ ra tay của hắn. Tay phải Chung Văn Trạch phát lực, cầm lấy cánh tay cô gái vặn mạnh về phía sau. Xoạt xoạt. Nữ tử trên rỉ một tiếng, bả vai vô lực sụi lơ đi xuống. Cái này. Nữ tử trẻ tuổi hoàn toàn thành thật, buông tha dãy dụa. Trung Văn trạch một lần nữa điều khiển xe, đạp chân ga xuống đấy. Ông ông ông. Taxi phát ra một trận rít gào, nhảy ra ngoài tại chỗ. Trong chiếc xe màu đen. A à, Hoa thất thủ rồi. Người đàn ông trong buồng lái tức giận mắng một tiếng, chân ga tăng tốc. Đạp ngựa, chết tiệt, không nên làm mấy thứ hoa lý hồ tiêu như vậy, vừa rồi nên trực tiếp bắn chết hắn là được. Đúng vậy. Nếu ngay từ đầu Bọn họ trực tiếp ôm lửa, sẽ không có phiền toái như bây giờ. Khu phố xá sầm uất, nổ súng chúng ta có thể chạy thoát. Nam tử trẻ tuổi ở ghế lái phụ thu hồi thân thể, cầm lấy cửa xe ý bảo nam tử tiếp tục tăng tốc. Đuổi theo giết chết hắn, nếu không thành ca trách tội, chúng ta đều phải chết. Đợi đến khi tốc độ xe tăng lên, khoảng cách giữa hai xe kéo gần lại. Cậu nhóc tinh thần lại thò người ra, súng lục hướng về phía xe taxi phía trước không chút do dự bóp cò khu vực này không có người nổ súng sẽ không có áp lực tâm lý gì không cần lo lắng cảnh sát nhanh chóng chạy tới trong xe taxi sau khi chung văn trạch treo lên đường cao tốc tay trái điều khiển tay lái tay phải gắt gao túng tóc cô gái trẻ tuổi phòng ngừa cô quấy nhiễu ánh mắt quét qua kính chiếu hậu thấy được cậu nhóc tinh thần thò người ra chuẩn bị ông lửa mẹ kiếp chung văn trạch nặng nề một quyền đánh vào đầu cô gái trẻ tuổi buông tay ra hai tay nắm lấy tay lái cấp tốc chuyển hướng xe đi trên đường hình rắn phanh 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 ba phát liên tiếp một phát bắn hụt một phát bắn trúng cốc sau một phát khác bắn vào kính chắn gió phía sau kính chắn gió theo tiếng vỡ vụn cỏ cậu nhóc tinh thần vừa thấy không trúng điều chỉnh tốt tư thế lần thứ hai ông lửa một hơi đem băng đạn đánh xong vẫn như cũ không trúng tức giận hắn thu hồi thân thể. Chung Văn Trạch nhanh chóng lái xe, nhìn chiếc xe màu đen đang cắn chặt phía sau, anh ta bỗng nhiên nhớ lại trong phim Hồng Kông, đối phương đột nhiên móc ra một cây lao ra, bóp cò, đát đát đát, trực tiếp bắn thủng hình ảnh chiếc xe thành cái sàn. Làm sao bây giờ? Tráng Chung Văn Trạch toát mồ hôi lạnh, cấp tốc đi về phía trước. Hết chương này. Chương 8 Ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không? bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Cô nghĩ tôi nói có đúng không? Con mẹ nó mày. Trung Văn Trạch điều khiển xe nhanh chóng đi về phía trước, quét mắt nhìn chiếc xe màu đen đuổi sát không nở trong kính chiếu hậu, trong lòng càng nghĩ càng giận. Hắn trở tay chính là một cái miệng rộng vù vù tại nữ tử trẻ tuổi trên mặt. Thối tam bác, làm lão tử. Một cái tác này lực đạo mười phần, lưu lại dấu tay đỏ tươi trên mặt nàng tôi nữ tử trẻ tuổi cắn răng sắc mặt xanh mét người này nhìn bộ dạng rất đẹp trai đánh phụ nữ phải gọi là tàn nhẫn a không có chút phong độ thân sĩ nào ngươi cái gì ngươi chân chung văn trạch áp đầy chân ga thỉnh thoảng liếc nhìn tình huống trong gương chiếu hậu anh là đồ khốn hôm nay tốt nhất đừng để tôi chạy mất nếu tôi chạy khẳng định sẽ cởi sạch cô bán vào vườn bách thú ngoài miệng mặc dù đang nói chuyện nhưng đại não chung văn trạch vẫn luôn cấp tốc vận chuyển nghĩ nên phá cục diện này như thế nào trong gương chiếu hậu chiếc xe màu đen thủy chung vẫn duy trì tốc độ cao truy kích khoảng cách song phương cũng đang từng chút kéo gần lại nam tử trẻ tuổi ngồi ở ghế lái phụ mắt thấy khoảng cách hai bên lại kéo gần xoay người từ ghế sau lấy tới một cái ba lô vải bạc kéo khóa kéo đem năm sợi tóc bên trong lấy ra nửa người từ chỗ ngồi dò xét ra ngoài nam tử trẻ tuổi động tác thuần thục tuốt nòng súng, hiếp mắt nhìn đèn đuôi xe taxi, hồng súng tối ông nhắm ngay lốp xe đuôi xe. Thêm chân ga, ổn định. Cỏ. Trung Văn Trạch nhìn người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên nhảy ra trong kính chiếu hậu, sợi cương ngắn năm sợi trong tay anh ta càng chói mắt, chuyện mình lo lắng nhất đã tới. Nhìn chiếc xe màu đen nhanh chóng kéo gần khoảng cách, chân ga của Trung Văn Trạch sắp đạp nát, nhưng vẫn bị đối phương đuổi theo làm sao bây giờ làm sao bây giờ hắn hít sâu một hơi siết chặt dây an toàn trên người mình dứt khoát cắn răng một cái phanh ly hợp trực tiếp dẫm lên đấy xe lấy tốc độ nhanh nhất ngừng lại xeo một tiếng phanh gấp gáp vang lên ngón tay nam tử trẻ tuổi vừa mới đáp cò súng ông lửa xe taxi phía trước lại đột nhiên ngừng lại tài xế xe hơi theo bản năng cũng đạp thắng xe theo xe hơi trực tiếp oán hận đi lên phanh Cư đoạn ngũ liên tục phun lửa lên trời, hồng súng ở trong va chạm đã sớm không còn phương hướng, đánh một miss tịch mịch. Cùng vang lên còn có tiếng va chạm nặng nề. Trong tiếng va chạm, người đàn ông cầm súng ở ghế lái phụ, dưới quán tính cực lớn của phanh gấp từ cửa sổ xe bay ra ngoài, ở trên không trung xẹt qua một đường parabol, sau đó dọc theo mặt đất lăn lộn vài vòng, không có tiếng động, dưới thân chậm rãi chảy ra màu đỏ tươi. Về phần cây cương ngắn kia, sớm không biết bay đi nơi nào xe taxi bị xe con va chạm trượt về phía trước một đoạn a mễ đầu phật a mễ đầu phật chung văn trạch bởi vì có dây an toàn bảo vệ cũng không có gì đáng ngại xe bị hao tổn cũng không nghiêm trọng vì thế lần thứ hai treo lên xe từ bên người nam tử trẻ tuổi bay ra nhảy ra ngoài làm cái gì không tốt thế nào cũng phải học trong phim thăm dò thân thể còn không thắt dây an toàn thật uy phong a à. Trung Văn Trạch khinh thường biểu môi, cúi đầu nhìn về phía cô gái trẻ tuổi bị mình đặt ở dưới đùi, cười híp mắt nhìn cô. "Em nói anh nói có đúng không, em gái nhỏ?" Bởi vì Trung Văn Trạch mới vừa đỡ nàng, cho nên nữ tử trẻ tuổi trong va chạm vừa rồi cũng không có bay ra ngoài, chỉ là sọ não đập vào trong đầu ông ông vang lên. Cô gái trẻ nhìn biểu tình cười híp mắt của Trung Văn Trạch, trong lòng lại đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Nam nhân tướng mạo đẹp trai này không riêng gì nhan sắc, còn có tư tưởng, thời khắc máu chốt lâm nguy không sợ tuyệt địa phản sát. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng máu tanh, chẳng những không có bất kỳ sợ hãi nào ngược lại còn cười tủng tỉm nói chuyện với mình, phản phất nhìn quen lắm rồi. Giờ phút này chung văn trạch, ngược lại càng giống một sát thủ quen thuộc. Nữ tử trẻ tuổi không rét mà run, trong lòng một cổ sợ hãi lan tràn thổi quét toàn thân, hôm nay chính mình xem như đá trúng thiết bản. Phía sau, ăn cước đồng bọn ngồi phía sau đóng giận vỗ ghế đuổi theo đuổi theo tài xế ổn định thân thể nhìn xe taxi nhảy ra ngoài lại nhìn tay súng đã bất tỉnh nhân sự treo chân ga ôm đến cùng đuổi theo nhất định không thể để cho tiểu tử này chạy đồng bọn tức giận lấy súng lục ra di chuyển vị trí của mình người không giải quyết xong còn tổn thất hai người đuổi không kịp hắn chúng ta đều phải chết tài xế trán đổ mồ hôi gật đầu lần nữa tăng tốc hai xe một trước một sau ở trên quốc lộ Duyên Hải lần nữa trình diễn vở kịch truy đuổi. Cùng lúc đó, trên bến tàu cách địa điểm xảy ra sự việc không xa. Một nam tử trẻ tuổi ba bảy phần tóc đang chuẩn bị lên xe, đột nhiên, xa xa quốc lộ truyền đến thắng gấp, theo sát chính là va chạm kịch liệt cùng với tiếng súng, hắn sửng sốt một chút, nhanh chóng chui vào trong xe, đối với vị trí tiếng vang lái đi. Trên đường cao tốc ven biển, truy đuổi vẫn còn tiếp tục, mặc dù đã làm ra động tỉnh rất lớn nguyên bản kế hoạch ám sát cũng sớm đã vượt qua bọn họ tính toán tình huống đã không bị bọn họ khống chế băng đảng này dưới sự kinh ngạc liên tiếp cũng dần dần lâm vào điên cuồng tất phải xử lý chung văn trạch phanh phanh có vết xe đổ đồng bọn đã không dám thò thân thể ra ngoài vương cánh tay ông lấy xe taxi phía trước nhưng bởi vì mỗi lần chung văn trạch nhìn thấy anh vương tay ra liền bắt đầu đi rắn không chính xác. Một lần nữa, có thể đuổi theo hắn. Lái xe lòng bàn chân tốc độ không giảm, cắn răng nhìn phía trước xà hành xe taxi, khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Tốc độ của hắn đang giảm xuống, đuổi theo hắn cần phải đánh chết hắn. Nhanh, nhanh nữa lên. Giọng đồng bọn dồn dập thúc giục. Tiếng động vừa rồi, nếu có người báo cảnh sát, chúng ta chạy không thoát. Phía trước. Trung Văn Trạch điều khiển tay lái, hắn cũng phát hiện vấn đề này khoảng cách giữa hai bên dưới vài lần đối phương nổ súng chính mình bị xa hành kéo gần lại hắn nghĩ tới ống nước mà trôm phía dưới ghế ngồi của mình chuẩn bị cận chiến nhưng lại bị hắn bỏ qua bên kia có súng chính mình sợ còn chưa xông lên đã bị đối phương đột nhiên lúc này hắn không khỏi lần nữa cảm thán nếu là có cái điện thoại di động thì thật tốt biết bao ngồi ở trong xe gọi điện thoại báo cảnh sát vậy cũng không đến mức chật vật như vậy ngay khi hắn đang suy nghĩ phải ứng đối như thế nào. Phía trước, đèn pha chiếu sáng một dấu hiệu rẽ gấp bên đường. Có rồi. Hai mắt chung văn trạch sáng ngời, lại tăng tốc, kẹp chặt đường thẳng cuối cùng trước khúc cua, quyết đoán nắm tay thắng, tay lái đánh đầy theo, lòng bàn chân ly hợp đạp lên số một, sau đó chân ga đè đầy, đuôi xe vung ra. Mặt anh không chút thay đổi nhìn về phía trước, tay chân thao tác rất nhanh, sau khi ném đuôi xe ra thì nhanh chóng đánh ngược tay lái, chân ga tiếp tục quanh, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, thân xe Hoàng Mỹ xoay qua khúc cua, chỉ để lại một ngọn đèn đuôi xe màu đỏ ma sát với lốp xe. Cái này con mẹ nó lái xe đua đâu? Một chiếc xe taxi rách nát có thể làm cho hắn lái xe thể thao cảm giác. Tài xế xe hơi nhìn đèn đuôi xe biến mất chửi ầm lên, đi theo cũng muốn một tay trôi đi, nhưng lại đột nhiên tỉnh ngộ. Bản thân dường như không thể trôi đi. Huấn luyện viên không dạy. Chó huấn luyện viên ngộ nhân đệ tử. Hết chương này. Chương 9 Tống con kiệt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 10 Ta để mắt tới ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Tôi đang theo dõi cô sở cảnh sát Sài Gòn. Phòng thẩm vấn. Ai, tiểu tử ngươi thảm rồi, ngay cả tống sơ ngươi cũng dám chọc. Một gã cảnh sát cao cấp quét mắt nhìn Chung Văn Trạch đăng ký tin tức. Nhất là loại người như anh, trước kia còn có người để án, gặp phải chuyện không rõ ràng như vậy, không dễ dàng rời khỏi nơi này như vậy. Ta không sao cả. Chung Văn Trạch nhún vai, bắt chéo chân ngồi ở chỗ. Không cho tôi đi, tôi ở lại đây, hoàn cảnh nơi này cũng rất tốt. Hắn không muốn giải thích nhiều như vậy chính mình hiện tại tiến vào, sốt ruột nhất hẳn là mạc sơ bên kia, thật vất vả thả ra mồi nhữ, kết quả bị người một nhà cắn câu bắt trở về. Năm ba ngươi đang làm gì vậy? Tống Tử Kiệt đẩy cửa đi vào, đầu tiên là quét mắt nhìn bọn họ một cái, bước nhanh tới kéo ghế ngồi đối diện Chung Văn Trạch. Anh ra ngoài, tôi tới hỏi anh ấy. Được. Năm ba ngượng ngùng lên tiếng, đứng dậy rời đi nhanh như vậy bên kia liền thẩm vấn rõ ràng rồi chung văn trạch nở nụ cười có phải chuẩn bị thả tôi đi không nhớ mời tôi uống trà chung văn trạch cái tên này không tệ nha tống tử kiệt cũng không để ý đến chung văn trạch cầm tư liệu của anh ta xem tôi cũng không nói nhảm với anh nữa bên bọn họ đã cung khai rồi hai người là người của đàm thành bởi vì quan hệ lợi ích đã xảy ra nội chiến a à sơ con người anh như vậy thật không có đạo đức Chung Văn Trạch hừ cười một tiếng, ngón tay rất có tiết tấu gõ lên mặt bàn. Tôi giúp cậu kiếm được một công lao lớn như vậy, cậu lại muốn cắn ngược tôi một cái, nghĩ công lao muốn điên rồi. Ta đã sớm nói qua, ta chỉ là một cái lái xe taxi, chuyện này cùng ta không có quan hệ, chính là bọn họ muốn tới giết ta. Ngươi coi ta là kẻ ngốc à? Người ta vì sao muốn giết ngươi? Vì sao hắn không tới giết ta? Tống Tử Kiệt lạnh lùng nhìn hắn một cái anh chẳng qua là bị tôi phá vỡ hiện trường hành hung, không cần ngụy biện nữa, nói đi, anh làm gì ở chỗ đàm thành? Gần đây lại có giao dịch gì mới? Vậy thì tốt. Trung Văn Trạch chống tay lên mặt bạn cũng không tiếp lời hắn, thân thể hơi ngửa ra sau, những mày nhìn Tống Tử Kiệt. Vậy 48 tiếng sau hãy nói. Nói hết đi. Anh quay đầu đi, không nhìn Tống Tử Kiệt nữa. Đối với Tống Tử Kiệt, Trung Văn Trạch cũng không có bất kỳ khách khí nào. Tuy rằng hắn là em trai của Tống Tử Hào, nhưng Tống Tử Kiệt lúc này, bất quá chỉ là một tên ngốc, khắp nơi lấy mình làm trung tâm, hơn nữa vô não lại cực đoan tự phụ, đàm thành tùy tiện làm cạm bẫy gì hắn liền vào bẫy. Nếu không có hắn, năm đó mà khắc lý cũng sẽ không bị đánh thành cái sàn ở bến tàu. Ngươi Tống Tử Kiệt nhất thời chán nản, phẫn nộ nhìn Chung Văn Trạch. Anh đừng tưởng rằng anh không nói lời nào, Tôi sẽ không điều tra ra chuyện của anh, trộm chính là trộm, anh không che giấu được. Ngươi có bệnh không? Chung Văn trạch lập tức vỗ bàn đứng lên. Ngươi có phải hay không ngốc? Cùng con chó điên giống nhau cắn ta làm gì? Có bạn lĩnh ngươi bỏ súng xuống, chúng ta đi ra ngoài solo, ta một người đánh ngươi mười cái. Hắn cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Tống Tử Kiệt giảng đạo lý, không có ngu ngốc như vậy a. À? Nếu anh không phải người của Đàm Thành Vậy tại sao anh lại thân thiết với Tống Tử Hào như vậy? Tống Tử Kiệt cầm lấy tài liệu ném lên bàn. Anh không phải người của tập đoàn Tiền Giả, sao Tống Tử Hào lại chờ ở bên ngoài? Anh tuyệt đối là thành viên đồng cốt, nếu không Tống Tử Hào cũng sẽ không tự mình ra mặt. Nói về chuyện đó, Chung Văn Trạch cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hắn đã nói mà, Tống Tử Kiệt này vì sao đối với mình địch ý lớn như vậy, nguyên lai là bởi vì Tống Tử Hào a. À? Tống Tử Kiệt, yêu ai yêu cả đường đi lối về, đem tiêu điểm chuyển dời đến trên người mình. Chúng ta cùng nhau làm việc. Chung Văn Trạch không sao cả, lại ngồi xuống. Tôi không muốn nói chuyện với cô, tôi cũng sẽ không nói thêm một chữ nào nữa. Lần này, Chung Văn Trạch thật sự tuyệt không để ý đến anh. Tống Tử Kiệt còn rất có nghị lực, ngồi ở đối diện vẫn nhìn chằm chằm hắn như vậy, cũng không nói lời nào, song phương dằn co. Trong văn phòng trên lầu, Sếp mạc cúi đầu nhìn hồ sơ mới nhất đưa lên, xem lướt qua một chút, ngay lúc anh chuẩn bị đặt sang một bên, đột nhiên thấy được ba chữ chung văn trạch trên tài liệu, nhíu mày. Chung văn trạch này xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua thượng Tống Sơ vừa bắt trở về, nói là hát bang cầm súng sống mái với nhau, năm ba giải thích đến. Cầm súng sống mái với nhau? Đúng vậy, hiện tại Tống Sơ đang tự mình thẩm vấn ở bên trong. Sếp mạc nghe đến đó, bước nhanh đứng dậy bước nhanh xuống lầu cũng không thể để tống tử kiệt tham dự vào không chừng lại làm ra con thiêu thân gì đó suốt ngày làm cho ta thêm phiền đi xuống dưới lầu mạc sơ thấy được tống tử hào đang mang theo luật sư thương lượng với cảnh sát phía trước trong lòng hiểu được bảy tám phần đẩy cửa đi vào sếp mạc nhìn thấy chung văn trạch và tống tử kiệt đang đối mặt không nói gì trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm nếu chung văn trạch nói ra thân phận của mình vậy thì kiếm củi ba năm thiêu một giờ chuyện thân phận nằm vùng vẫn thiếu một người thì bớt một phần nguy hiểm mạc sơ tống tử kiệt nhìn thấy mạc sơ chủ động chào hỏi tư xếp mạc bất động thanh sắc gật đầu tầm mắt rời khỏi chung văn trạch hỏi thế nào không có vấn đề gì chứ tống tử kiệt cân nhắc một chút còn đang tiến hành hồ sơ ta đã xem qua thân phận của hắn đã xác minh qua không có vấn đề gì thì giao cho người khác đi trình tự đi, nơi này còn có một vụ án khẩn cấp cần ngươi tới xử lý. Sếp Mạc bình tĩnh nói. Cô theo tôi đến văn phòng tôi, tôi đưa tài liệu cho cô. Nói xong hắn liền xoay người đi ra ngoài. Ngài moe. Tống tử kiệt hô một câu, nhìn bóng lưng Mạc Sơ rời đi, mày nhíu lại. Nếu như nói, không có tống tử hào lên sân khấu, hắn thật đúng là làm ghi chép liền thả người, cũng là bởi vì thấy được tống tử hào mang theo luật sư tới đây hắn mới quyết định muốn đào sâu ai mà biết được hiện tại mạc sơ cũng bảo mình không nên tiếp tục đi theo điều này khiến hắn cảm thấy rất phiền tiểu tử ta đã để mắt tới ngươi rồi tống tử kiệt có chút không cam lòng nhìn chung văn trạch tốt nhất đừng để tôi bắt được anh nữa lần sau tôi bắt được anh nhất định sẽ moi hết mọi chuyện trên người anh ra nhớ mời tôi uống trà Chung Văn Trạch nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bệch, còn nữa, giúp tôi xin giải thưởng công dân tốt. Ngươi! Tống Tử Kiệt thiếu chút nữa tức đến méo miệng. Chung Văn Trạch này, quả thực chính là một tên côn đồ từ đầu đến đuôi, làm mù gương mặt không tệ này rồi. Không lâu đâu. Song Tử Hào dẫn luật sư vào. Hào ca! Chung Văn Trạch hoạt động đứng lên. Một chút việc nhỏ, không cần anh ra mặt giúp tôi giải quyết tôi chẳng những vô tội, tôi còn có công lao. Đi ra ngoài trước rồi nói sau. Tống tử hào khoát tay áo. Thủ tục đã chuẩn bị xong rồi, đi thôi. Hết chương này.